Ly hôn đi, điện hạ. Tác giả: Lục Thiếu. Tập 21. Tối nay cùng anh đi ăn cơm nhé. Giọng nói của anh mang theo sự mê hoặc. Dận Nhi nghe cảm thấy như bước trên mây. Im lặng ngồi trong lòng anh, nghịch cúc trên áo sơ mi của anh. Em có thể không đi được không? Sao vậy? Em không muốn đi. Âu Thừa Duẫn nâng cầm cô, hơi thở mang theo mùi vị nguy hiểm. Vậy anh cũng không đi nữa. Bữa tối nay hẹn người trong chính phủ ăn cơm. Việc hợp tác lần này của anh đã nắm chắc là có thể giành được, nên cũng không có gì phải cố kỵ. Không cần, anh dẫn đi thì tốt hơn, em về nhà chờ anh. Dận Nhi quan tâm nói, cô cũng không định làm hồng nhan quả thủy. Có điều với ông chồng dạng năng của mình, cô vẫn rất tán thưởng. Về nhà chờ anh. Anh đang nhíu mày, bỗng nghe thấy từ về nhà mới buông lỏng, mày giãn ra. Đúng rồi, còn anh chăm chỉ kiếm tiền về nuôi em. Cô cười rạng rỡ, chủ động vòng tay quanh cổ anh, hôn một cái lên khuôn mặt anh, khiến lo lắng trong lòng của anh trở thành hư không. Em còn lo anh nuôi em không nổi sao? Tiêu tốn nữa cũng không sợ. Âu Thừa Duẫn lắc đầu cười khẽ. Hình thức ở chung như vậy, anh dường như càng ngày càng bị hãm vào. Âu Thừa Duẫn, mày động tâm rồi sao? Dân dân, em biết chồng em có khả năng. Anh cứ bận việc đi, em đi về trước, để chị Ngọc nấu ăn thật ngon cho em là được. Dận Nhi có chút trẻ con lè lưỡi, thật ra trong mắt Âu Thừa Duẫn, cô chỉ là đứa trẻ. Anh có cảm giác chính mình già đi khi ở trước mặt cô. Cô mới 20 tuổi, mà anh đã 28 rồi. Anh bảo tính đưa em về nhà. Anh định mở điện thoại nội bộ gọi tính vào, nhưng Dận Nhi đã giành trước ngăn lại. Không cần đâu. Cũng không phải là em không biết đường, tự em bắt xe về được. Dận Nhi không muốn mọi chuyện đều phải có người sắp xếp, cũng không thích được bảo hộ quá mức. Ra ngoài thì lại có người hộ tống, cô không thích kiểu tiền hồ hậu ủng như vậy. Được rồi. Âu Thừa Duẫn nhìn con ngươi trong suốt của cô, do dự một chút rồi gật đầu. Cũng không thể bảo bọc cô quá kỹ được, nhưng anh lại không ngăn được mình chủ động bảo hộ cô, lo cho cô từ việc nhỏ nhất. Vậy em về đây. Cô xoay người, nhân lúc Âu Thừa Duẫn còn đang sững người ra, hôn nhanh một cái lên môi anh, chạy tuốt ra ngoài. Tim cô cứ lại đập thình thịch trong lòng ngực, mỗi khi cô chủ động hình như tim đều đập nhanh hơn thì phải. Dận Nhi bắt taxi, báo địa chỉ của Âu Duyên, trong lòng ấm áp, lòng bàn tay dường như có ít mồ hôi. Mỗi một lần ở cùng một chỗ với anh, trái tim cô không tự chủ được, lại đập nhanh hơn. Đây là vì yêu đi. Màn đêm dần buông xuống ngoài cửa sổ, ánh đèn nhiều màu bao phủ thành phố trong một tầng ánh sáng mờ ảo. Dận Nhi tùy tiện vẽ vài nét lên cửa kính bằng ngón tay. Từng nét, vẽ ra khuôn mặt tươi cười của anh, cô hoài nghi bản thân mình đã quá đi sâu vào tình cảm này mất rồi. Xe đột ngột phanh gấp, do bất ngờ, Dận Nhi bị chúi người về phía trước, trán bị đập vào cửa kính. Sao vậy? Hình như có người bị tai nạn, nhưng không phải tôi đâm vào anh ta. Trên mặt lái xe hiện lên vẻ bối rối, nhìn đằng trước có bóng người bị ngã xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghe xong Dận Nhi cũng có chút sợ hãi, nhưng theo bản năng vẫn mở cửa xe đi xuống. Nhìn thấy người đàn ông ngã ở trước xe, trên người có vệt máu. Cô lập tức ngồi xổm xuống, lay vai của anh ta. Tiên sinh, anh không sao chứ? Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện. Dận Nhi nói với người lái xe đang có vẻ kích động là nhìn người đàn ông đang bất tỉnh, xuất phát từ đạo đức cơ bản, cô nên cứu người trước. Với sự trợ giúp của lái xe, Dận Nhi khó khăn dựng thân thể anh ta ngay ngắn, giờ mới nhận ra anh ta rất cao, cũng phải cao bằng Âu Thừa Duẫn. Cố gắng sức dìu anh ta lên, nhưng dường như anh ta có chút tỉnh táo, lại không chịu hợp tác. Không, không đi bệnh viện. Lúc Dận Nhi thuận lợi dìu được anh ta lên xe, nghe thấy anh ta nói mấy câu như vậy, mang theo khí thế nghiêm nghị. Đi khách sạn Ngải Sâm. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, đầu óc người này bị làm sao vậy?
bị thương không đến bệnh viện, lại đòi đi khách sạn là sao? Lái xe nhìn không được quay đầu tò mò hỏi. Tiên sinh, vừa rồi hình như tôi chưa đâm phải ngài, đúng không? Ngài muốn đi khách sạn mà không phải bệnh viện sao? Vị trí bị thương của anh ta là ở ngực, dường như là bị bắn. Mau lái xe, phía sau có người đuổi theo tôi, đưa tôi đến khách sạn ngải xong. Lái xe bị khí thế của anh ta trấn trụ, sợ hãi khởi động, lái xe đến địa chỉ anh ta bảo. Cô, dìu tôi đi lên. Người đàn ông dựa vào thân thể Dận Nhi, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Giờ cô mới nhìn rõ, khuôn mặt của anh ta rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu, dài sợi rủ trước trán, chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi đường nét rõ ràng, ánh mắt màu hổ phách, sáng như ngọc lưu ly đang nhìn Dận Nhi chầm chầm. Anh ta cố gắng cởi chiếc áo gió màu đen đầy vết máu, một tay khoác lên da Dận Nhi, một tay dùng áo đè miệng vết thương, bởi vì đau mà trên mặt chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Dận Nhi ngây ngốc dìu anh ta vào thang máy. Thật ra cô hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn đến con ngươi màu hổ phách, cô lại không tự chủ được đi giúp anh ta. Anh không sao chứ? Trong gương thang máy phản chiếu hình dáng rắn rỏi, ngũ quan tinh mỹ, cô không ngờ đàn ông mà cũng có thể xinh đẹp như vậy. Dận Nhi nhìn áo khoác của anh ta bị thấm một lớp máu ra ngoài, không khỏi có chút sợ hãi. Người đàn ông cười nhẹ, khoát tay ra hiệu không sao cả. Vào đến phòng, vừa bật đèn lên, anh ta đã không chống đỡ nổi mà ngã xuống thảm trải trên sàn nhà, hơi thở gấp gáp. Cô, giúp tôi gấp đạn ra. Dận Nhi sợ hãi, chân tay luống cuống nhìn người đàn ông nằm ở dưới sàn nhà, nức nở hỏi. Tôi nên làm gì để giúp anh đây? Tay anh ta chỉ về hướng tủ đầu giường. Dận Nhi chạy nhanh đến, lấy hộp y tế trong ngăn kéo, dựa theo chỉ dẫn, hai tay run run cầm cái kẹp đưa về phía ngực trần của anh ta. Anh đừng gấp gáp, sẽ không sao chứ, đừng làm tôi sợ. Cô nhìn thấy vết thương đang chảy máu, ngã ngồi trên thảm, không dám tiến lên. Xích, để tự tôi làm. Người đàn ông thấp giọng rủa một tiếng, nhìn hai má cô đã trắng bệch, cố chịu đau tay run run dùng kéo mở vết thương trên lòng ngực. Cô sợ hãi, nhắm chặt đôi mắt, không dám nhìn hình ảnh đầy máu me đó. Cô sợ cái gì? Đâu phải là cô bị thương. Không biết qua bao lâu, lúc Dận Nhi mở mắt ra, thì người đàn ông đó đã xử lý tốt miệng vết thương đang đứng trước mặt cô. Cô thì ngồi ngước lên nhìn, nên cảm thấy anh ta thật cao. Nhận ra anh đã kiệt sức, không chống đỡ được nữa, Dận Nhi nhanh chóng đứng dậy, nâng anh ta lên giường nằm nghỉ. Đổi lại là người con gái khác, nhìn thấy trường hợp máu me như vậy cũng sẽ sợ hãi, phải không nào? Dận Nhi muốn rút tay lại, nhưng là bị anh ta gắt gao nắm chặt trong tay, đôi mắt đen lấy, nhìn thẳng con ngươi màu hổ phách. Bỗng nhiên anh ta nhếch môi, nở một nụ cười thật đẹp. Hôm nay cô đã cứu tôi. Hả? Suy nghĩ của cô có chút đình trệ, anh ta cũng không nói cảm ơn, chỉ dùng ánh mắt đánh giá cô một cách tùy ý. Dận Nhi cũng nhận ra được anh ta là một người nguy hiểm. Làm gì có ai sẽ để hòm thuốc ở trong phòng khách sạn. Hơn nữa anh ta bị bắn, chắc chắn thân phận không đơn giản. Nhưng nhìn anh ta, Dận Nhi không thấy sợ hãi. Có lẽ trong tiềm thức cô cho rằng anh ta không phải một người xấu. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi phải đi rồi. Tôi cũng chỉ là vô tình mà cứu anh thôi. Tôi tên là Lôi Ân, cô tên là gì? Người đàn ông hình như không muốn cô rời đi nhanh như vậy. Thật lạ, đối với một cô gái xa lạ, anh ta lại buông mọi phòng bị, dùng trực giác của bản thân để phán đoán. Cô là một cô gái đơn thuần. Tô Dận Nhi. Cô hào phóng nói ra tên của mình, bình tĩnh xoay người. Tạm biệt. Lôi Ân nhìn bóng dáng Dận Nhi biến mất, không khỏi hồi tưởng lại độ ấm và mùi hương trên lòng bàn tay khi nắm tay cô lúc nãy. Không rõ vì sao, miệng vết thương cũng không đau như vừa rồi. Chuyến đi đến Trung Quốc lần này xem ra cũng không phải là không thu hoạch được gì. Dận Nhi biết người tên Lôi Ân kia khẳng định không phải là người đơn giản, cô cũng không muốn có dính dáng hay quan hệ gì tới anh ta. Đến trước cửa thang máy, cô thấy một bóng dáng màu đen đi ra, nhìn rất quen. Đến khi cô chạy nhanh lại gần,
thì anh ta đã biến mất ở sau chỗ quạt. Dân Nhi chắc chắn mình không nhìn lầm. Sự mặt của người vừa rồi và người cô nhìn thấy ở sân bay rất giống nhau, là Mẫn Thiên Hữu, phải không? Không tiếp tục truy cứu vì sao anh ta sẽ xuất hiện ở đây, cô nhanh chóng rời khỏi thang máy, ra khỏi khách sạn. Quần áo của cô bị dính máu, và đến Âu Duyên, chị Ngọc nhìn thấy còn bị dọa không nhẹ. Cô vội vàng giải thích cô không cẩn thận dính màu vẽ lên quần áo, không muốn chị ấy lo lắng, nên cô đã nghĩ ra một lời nói dối. Dân Nhi đi nhanh lên lầu tắm rửa, thay quần áo mới, dứt bộ kia vào sọt rác. Thời điểm Âu Thừa Dũng trở về, Dân Nhi đã ngủ, nhưng cô có thể cảm giác được cả đêm anh đều không trở về phòng, không rõ là không về nhà hay là không vào phòng. Mãi đến sáng hôm sau, nghe chị Ngọc nói anh có về nhà, nhưng trời chưa sáng đã rời đi rồi. Cô cảm thấy hơi hoảng hốt và lo lắng. Anh ấy về nhà, nhưng sao lại không vào phòng? Lúc cô nhận được điện thoại của anh, thì anh đang ở sân bay. Anh nói phải đi Italy công tác vài ngày. Cô lập tức cảm thấy không thích hợp. Sao lại đột nhiên đi công tác mà không hề báo trước, làm cho một chút tâm lý chuẩn bị của cô cũng không có. Anh có vẻ dội dàng, sau đó cúp máy. Vài ngày sau, không thấy Âu Thừa Duẩn gọi điện thoại tới. Cô hoảng hốt. Có chút không yên lòng, nhớ anh, lo lắng cho anh, nhưng cái gì cũng không làm được. Thật ra Âu Thừa Duẩn và Mẫn Thiên Hữu suốt đêm bay đến Italy. Viên ngọc xanh lần trước bọn họ có được trên đường vận chuyển bị đánh cắp, không cần nghi ngờ, chắc chắn do người của Áo Lai đặt làm. Nghe nói bọn mafia Thái Tử cũng đến Trung Quốc tìm kiếm viên ngọc xanh không rõ lai lịch kia. Tiêu Trác và Nam Cung Thần chú ý hành tung trong nước của bọn chúng, biết bọn chúng đã bay đi Italy. Nhiệm vụ lần này đã thành công một nửa, ai cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Đến ngày thứ năm, Âu Thừa Duẩn biến mất. Dân Nhi gặp Tô Thượng Đông đến trường học của cô. Anh cả! Cô vừa tan học, đi cùng với Hứa Tâm Lam ra khỏi trường, thì nhìn thấy chiếc xe Ferrari quen thuộc đậu ở đó. Tô Thượng Đông nhìn Dân Nhi đi về phía anh, bóng dáng quyển chuyển dáng chừa tà, càng thêm vẻ yếu điệu. Sao nhìn em có vẻ gầy đi? Anh vuốt sợi tóc trước mặt cô ra sau gáy, quan tâm lo lắng hỏi cô. Không mà... em còn cảm thấy gần đây béo lên không ít ấy. Từ lúc gặp ở bệnh viện, Dận Nhi cũng chưa gặp lại Tô Thượng Đông. Cũng hơn 10 ngày mà thôi. Sự quan tâm của anh bù đắp phần nào sự trống vắng của Âu Thừa Duẩn gây cho cô. Âu Thừa Duẩn đi công tác. Tô Thượng Đông chở Dận Nhi rời khỏi trường, thuận miệng hỏi. Dân, hình như công ty bên kia xảy ra chút vấn đề. Không cần lo lắng, anh ta sẽ xử lý tốt thôi. Tô Thượng Đông an ủi cô, mặc dù bản thân với việc Âu Thừa Duẩn xuất ngoại cũng có hoài nghi. Tập đoàn SK lớn như vậy, anh cũng không hiểu rõ cơ cấu bên trong, nên cũng không giúp được cô. Dân! Cô miễn cưỡng gật đầu, lộ ra chút tươi cười. Sau đó, anh đưa cô đi ăn, rồi đi nghe nhạc. Tàn cuộc đã là 9 giờ tối. Em về sớm nghỉ ngơi đi. Anh siết chặt thêm áo khoác của cô, sau đó đưa chìa khóa xe cho cô. Về sau, xe này cho em lái. Không cần đâu, anh cả. Dân Nhi muốn cự tuyệt, nhưng anh không cho cô có cơ hội từ chối. Nghe lời, vốn dĩ xe này mua để tặng cho em. Chính em lái xe về đi, anh gọi lái xe tới đón. Tô Thượng Đông đẩy Dân Nhi lên xe, săn sóc, dặn dò cô. Lái xe chậm thôi, cẩn thận một chút. Dân, anh cả. Dận Nhi giãy giãy tay, chiếc xe Ferrari màu đỏ này vẫn giống như lần trước cô lái. Nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngoài xe, bất tri bất giác, đôi mắt cô đã ương ướt nước mắt. Từ đấy, Dận Nhi tự mình lái xe đi học. Khi Âu Thừa Duẩn chưa trở về, Tô Thượng Đông thường gọi cho cô hẹn cùng nhau ăn cơm rồi lái xe theo cô về nhà. Dận Nhi không có chú ý đến, vẫn có một chiếc xe thể thao màu trắng đi theo. Tô Thượng Đông tận mắt nhìn cô về nhà mới yên tâm quay đầu, trở về biệt thự của chính mình. Âu Thừa Duẩn rời đi đã 20 ngày, ngoại trừ cuộc điện thoại gọi cho cô lúc ở sân bay, sau đó không hề có tin tức gì. Dân Nhi gọi cho anh,
thì điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. May có tôi thường đông lưu bên cạnh an ủi cô. Cô quyết định khi nào anh trở về sẽ nói ba từ mà cô nợ anh. Anh còn chưa nghe được cô nói em yêu anh. Hôm nay dường như nghe được Tô Thượng Đông thông báo Phạm Tu Vũ đã tỉnh, cô vui đến phát điên rồi, lập tức trốn học đến bệnh viện. Tới nơi nhìn thấy Phạm Tu Vũ đã tỉnh đang ôm Tô Ân Huệ, cô vui mừng chảy nước mắt. Bé ngốc, em khóc cái gì? Tô Thượng Đông đưa giấy cho cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Anh cả. Trong lòng Dận Nhi quỷ khuất, nghe được giọng nói của anh không khống chế được, nhào vào lòng anh bất lực mà khóc. Dận Nhi đến đây à? Thân thể Phạm Tu Vũ còn hơi suy yếu, nhìn thấy Dận Nhi đứng bên cạnh, trên mặt hiện lên ý cười thản nhiên. Nhưng cuối cùng thì anh Tu Vũ cũng tỉnh rồi. Dận Nhi nghe được giọng nói ôn hòa ấy mà tưởng như đã cách cả thế kỷ rồi. Cô đi đến bên người Phạm Tu Vũ, ngồi xổm xuống, nắm tay anh ấy, ngón tay gầy dường như chỉ có da bọc xương, nhìn rõ cả gân xanh. Trong lòng Dận Nhi lại cảm thấy căng thẳng, nhìn không được mà rơi lệ. Anh Tu Vũ gầy quá. Hai chị em các em sao lại thích khóc như vậy chứ? Không phải bây giờ anh rất tốt sao? Giọng nói Phạm Tu Vũ vừa suy yếu, lại mang theo chút run run, có thể bởi vì mới tỉnh lại, chưa thích ứng ngay với hoàn cảnh xung quanh, nói được mấy câu liền không nhịn được mà ho khan. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Ân Huệ khẩn trương đứng dậy đỡ vai anh, Dận Nhi đang đứng bên cạnh bị đẩy sang một bên. Không biết có phải chỉ là vô tình hay không, cô đẩy khá mạnh, khiến Dận Nhi thiếu chút nữa thì bị ngã xuống. May mắn cô Tô Thường Đông đỡ Dận Nhi kịp thời. Dận Nhi, chúng ta ra ngoài trước đi. Tô Thượng Đông dỗ dạt bàn tay Dận Nhi nói với cô. Vâng. Cô lau khô nước mắt, nhìn thoáng qua Phạm Tu Vũ đã nằm xuống và Tô Ân Huệ đang đưa lưng về phía cô, đi theo Tô Thượng Đông ra ngoài. Âu Thừa Duẩn vẫn chưa về sao? Tô Thượng Đông cùng Dận Nhi ra khỏi phòng bệnh. Anh nhìn gương mặt ngày một gầy của cô, đau lòng hỏi. Dận Nhi lắc đầu. Sự mất mát nơi đáy mắt cũng theo đó hiện rõ. Cho đến bây giờ cô cũng không biết lo lắng cho một người là đằng đẵng chờ đợi và dày dò người ta như vậy. Đột nhiên phát hiện anh ấy biến mất. Mà ngay cả bầu không khí cô đang hít thở cũng mang theo hương vị khiến cô nhớ đến anh. Nhưng không biết anh ở nơi khác có nhớ đến cô không? Hai trái tim đang yêu hẳn là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, phải không? Anh cả, anh ấy sẽ trở về, đúng không? Cô không ngừng tự bảo bản thân phải tin tưởng anh, thương anh sẽ phải tin tưởng anh hơn. Trước giờ Âu Thừa Duẩn không thất tín với cô bao giờ, cô nên kiên nhẫn mới phải. Tất nhiên rồi, nếu anh ta không trở về thì tương đương với việc nhận thua. Tô Thượng Đông yêu thương vuốt ve mái tóc của cô, giờ nãy từ phía sau nhìn thấy Tô Ân Huệ đẩy cô ra, lòng anh không thấy thoải mái tí nào. Từ nhỏ ở Tô gia, Dận Nhi vẫn rất được yêu thương. Nếu chỉ vì Âu Thừa Duẩn mà ảnh hưởng tình cảm chị em của bọn họ, anh không muốn nhìn thấy việc như vậy xảy ra. Ngày đó, những lời nói của Âu Thừa Duẩn nói với anh, khí ức ấy đến giờ vẫn còn mới mẻ, nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu được, buông tay theo lời Âu Thừa Duẩn sẽ là khi nào. Có điều, nếu anh ta không trở về, anh nên làm gì đó. Anh không thể trơ mắt nhìn Dận Nhi vì anh ta mà sa sút tinh thần. Dận Nhi đi rồi. Tô Thượng Đông kéo lại Tô Ân Huệ đang định rời đi. Sự nghiêm túc trong mắt anh khiến Ân Huệ cũng phải khẩn trương. Anh không phải nói em nên đối xử tốt với Dận Nhi sao? Em đối với em ấy có chỗ nào không tốt? Ân Huệ không kiên nhẫn gạt phăng tay của anh ra. Cô không rõ sao bây giờ anh cả cũng đối xử tốt với Dận Nhi như vậy. Bây giờ em ấy được cha mẹ yêu thích, Âu Thừa Duẩn sủng ái, ngay cả Tô Thượng Đông cũng ngày càng thiên vị em ấy. Trước kia không phải như vậy. Tôi thường đâu không muốn nổi giận với em mình, nhưng xem bộ dạng luôn khăng khăng một mực của nó bây giờ, anh không nhịn được mà to tiếng quát. Phạm Tu Vũ mới là người em nên quý trọng, em như vậy không phải khiến cậu ta thất vọng sao? Anh cả, em biết bản thân đang làm gì, bây giờ Tu Vũ đã tỉnh,
em cũng không nợ anh ấy cái gì nữa. Trong mắt Tôn Huệ là ánh lửa quyết liệt không chịu thua. Tình cảm của cô đối với Phạm Tu Vũ trước giờ đều là cảm kích và ái náy. Hiện tại đã không nợ anh gì cả, về sau cũng sẽ không. Tô Ân Huệ, em tỉnh lại đi. Anh kéo cô đến một bên, dùng sức hơi lớn nên thân thể của cô ngã về phía trước. Âu Thừa Duẩn, người này vốn không xứng với chị em các em. Em yêu anh ấy. Đây là lần đầu tiên trước mặt Tô Thường Đông, Tô Ân Huệ không lý trí như vậy. Bình thường cảm xúc của hai người đều rất tốt. Cô không hề có thái độ phản ứng kịch liệt như hôm nay. Anh cả, anh cũng biết. Vì yêu anh ấy, mấy năm qua em khổ sở như thế nào. Dù là anh ấy không yêu em, nhưng em cũng không quên được anh ấy. Em biết em thật vô dụng, nhưng em không thể khống chế tình cảm của chính mình. Tô Ân Huệ che mặt khóc. Mấy ngày trước cô bị áp lực rất lớn. Bây giờ Phạm Tu Vũ đã tỉnh, cô muốn trút hết tất cả các quỷ khuất tích tụ lại mấy ngày qua ra ngoài. Tô Thượng Đông nhìn cô lớn lên từ bé đến giờ, cũng thông cảm với tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa của cô. Anh không phải cũng như vậy sao? Ân Huệ, so với anh ta, Tu Vũ càng hiểu được quý trọng em có tội gì đâu. Anh là không có lựa chọn. Từ cách đây 20 năm đã định là sẽ yêu cô ấy, nhưng Tô Ân Huệ thì khác. Những năm gần đây em ấy sống quá mệt mỏi, quá vất vả. Em ấy nên có được người đàn ông tốt yêu thương mình. Nhưng người đó tuyệt đối không phải là Âu Thừa Duẩn. Dù cho anh ấy nói chỉ là muốn thay Thừa Nguyễn gánh vác trách nhiệm, cô cũng có thể giả bộ là anh ấy đang để ý cô. Tô Ân Huệ, thật ra mi cũng có thể hạnh phúc. Tô Ân Huệ dựa vào vách tường thì thào nói. Em không thấy khổ, em không cần. Sân bay đã biến mất 24 ngày. Âu Thừa Duẩn và Mẫn Thiên Hữu cùng mặc âu phục màu sẫm, thân thể cao lớn như dòng người đi lại trên sân bay. Mặc dù ai cũng bận việc riêng, nhưng vẫn nhận được ánh mắt ái mộ của đa số phụ nữ. Điện hạ, tính như một người đàn ông mặc tây phục màu đen phân biệt đứng ở hai bên Âu Thừa Duẩn và Mẫn Thiên Hữu. Âu Thừa Duẩn tháo kính râm xuống, da mặt ủ rũ, trên cằm còn có vệt râu mờ, nhưng anh cũng không để ý. Hoặc nhìn như vậy lại càng có vẻ biến nhát, gợi cảm. Thiếu gia. Ở bên kia, người đàn ông bên người Mẫn Thiên Hữu cũng tiến lên đón người. Buổi tối gặp lại, tôi đi trước có việc. Âu Thừa Duẩn gật đầu với Mẫn Thiên Hữu, rồi lấy từ trong túi áo chìa khóa xe, bóng dáng ngạo mạn biến mất trong đám đông ở sân bay. Trong đầu Âu Thừa Duẩn chợt lóe lên một khuôn mặt thanh lệ. Hơn 20 ngày qua, anh luôn phong bế bản thân ở trạng thái bận rộn để không có thời gian nhớ đến cô. Bây giờ trở về, có nghĩa là quan hệ của bọn họ cũng nên chấm dứt rồi. Âu Thừa Duẩn cười lạnh, khởi động xe. Anh cố ý không liên lạc với cô là vì để cô chịu đựng đủ sự dày dò của việc tương tư. Giờ đây anh đã chắc chắn. Mấy ngày qua, nhất cử nhất động của cô, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Dù anh không ở trong nước, nhưng đối với Tô Dận Nhi, anh chưa bao giờ lơ là. Âu Tổng, ngài đến rồi. Âu Thừa Duẩn lái xe đến cửa hàng trang sức Thần Vũ. Chiếc nhẫn anh đặt lần trước đã làm xong. Khi người bán hàng đem chiếc nhẫn được chế tác theo yêu cầu đặc biệt của anh, Âu Thừa Duẩn đột nhiên thấy có chút hoảng hốt. Chính giữa viên ngọc có khắc ba chữ Why you anh, mà bên dưới còn khắc thêm một câu I love you. Được rồi, chính là nó. Âu Thừa Duẩn đặt chiếc nhẫn lại hộp đựng tinh xảo. Lòng đột nhiên thấy nao nao. Có lẽ thứ mà anh có thể cho Dận Nhi chỉ là chiếc nhẫn kim cương này mà thôi. Này, Dận Nhi, sao giờ cậu lại ngủ thế? Tâm Lam hùng dũng từ ngoài trở về trường học, lại thấy Dận Nhi ngủ cả buổi chiều, vẻ mặt thì mệt mỏi. Sao cô thấy Dận Nhi ngày càng thích ngủ thế nhỉ? Đi học cũng ngủ được, trước giờ đâu có như vậy. Hả? Tan học rồi à? Đột nhiên tỉnh lại, Dận Nhi từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Giờ cô mới nhận ra phòng học đã không còn một bóng người.
Cũng may chiều nay là lớp học lý thuyết, nếu là lớp vũ đạo, chắc cô không trụ nổi. Này, cậu mau hồi hồn đi, đi thôi. Tâm Lam không khách khí, gõ gõ đầu óc vẫn còn đang mơ màng của Dận Nhi, kéo cô đi ra ngoài. Biết thế tới về thẳng nhà cho xong. Dận Nhi ảo não nghịch nghịch tóc, ai bảo cô là trò ngoan cơ, bình thường sẽ không trốn tiết, ra khỏi bệnh viện là trực tiếp về trường học. Dận Nhi, sao mấy ngày nay không nhìn thấy Nhĩ Kỳ nhỉ? Tâm Lam ôm Dận Nhi cùng đi xuống lầu, có vẻ thất vọng hỏi. Không biết, cả ngày tới đều ở cùng cậu, cũng không gặp anh ấy mà. Cô lắc lắc đầu, làn gió thổi tới, khiến đầu óc có chút thanh tĩnh. Tới đi lấy xe, cần tới đưa cậu về nhà không? Không cần, tới tự về được, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của cậu có thể lái xe được sao? Tâm Lam nhìn cô lo lắng, đều thấy cô có chút không thích hợp. Không việc gì đâu, có thể do hai ngày gần đây tớ mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Dận Nhi xoa nhẹ mắt nói. À ha, chồng cậu không có ở đây, cậu liền ngủ không ngon hử? Tâm Lam ở một bên trêu ghẹo, vừa cười vừa nói, mang theo một chút hâm mộ. Đi chết đi, tớ về đây. Dận Nhi đẩy nhẹ cô, sắc mặt ửng đỏ đi về phía gara. Hôm nay cô thấy mí mắt mình bị nháy liên tục, chẳng lẽ cô phát sinh chuyện gì sao? Cô không phải là người mê tín, nhưng bây giờ Âu Thừa Duẩn không ở bên cạnh cô không ngăn được cảm giác hoảng hốt trong lòng. Cô lấy xe lái thẳng về Âu Diên. Khi Âu Thừa Duẩn từ ba địa ngục đi ra, trời đã tối rồi. Con người đen như đá thạch anh ánh lên vẻ lóng lánh, đang nhìn chằm chằm phía xa, ngón tay siết chặt chiếc hộp trong túi quần, tâm trạng có phần nặng nề. Anh dứt tàn thuốc ra ngoài cửa xe, một tay đỡ cầm, lái xe nghênh ngang mà đi. Tiếng chuông di động du dương vang lên. Âu Thừa Duẩn nhìn thoáng qua màn hình, cô ta gọi điện thoại đến thật đúng lúc. Anh vừa về nước, cô ta đã biết rồi. Có việc gì? Lần thứ sáu, tiếng chuông vang lên. Âu Thừa Duẩn không kiên nhẫn, nghe máy. Rốt cuộc, anh cũng xuất hiện. Anh có biết hơn 20 ngày rồi, mỗi ngày em đều gọi điện thoại cho anh. Giọng nữ chậm rãi, truyền vào tai Âu Thừa Duẩn. Theo bản năng, anh muốn ngăn cô ta cách xa mình. Không có việc gì, tôi cúp máy. Thừa Duẩn, có phải em chết rồi, anh mới nguyện ý nhìn đến em hay không? Giọng nói nức nở quỷ mị vì khóc của Tôn Huệ truyền đến trong tai Âu Thừa Duẩn, làm anh phanh xe lại theo bản năng, một tay nắm chặt tai nghe điện thoại. Tô Ân Huệ, cô muốn làm cái gì? Sự tuyệt vọng trong đó khiến anh cảm giác được người nói dường như không quý trọng tính mạng bản thân nữa, có chút quỷ dị, thật không bình thường. Anh đến gặp em một lần được không? Em muốn gặp anh. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ nhẹ đến mức trái tim Âu Thừa Duẩn dường như buộc chặt. Chờ khi anh gọi điện thoại lại, điện thoại đã tắt máy. Tôn Huệ, cô định làm gì? Shit! Âu Thừa Duẩn tức giận dỗ tay lái, rủa thầm trong lòng đồng thời xoay tay lái đi về phía biệt thự ở lưng chừng núi. Tô Ân Huệ, cô ta học được uy hiếp anh, được lắm. Muốn chết phải không? Vậy cách xa anh mà chết. Trước giờ anh không phải là một người hay thông cảm với người khác, nhất là với người phụ nữ mà anh căm thù đến tận xương tủy này. Ánh mắt anh sắc bén như loài báo trong đêm, đạp mạnh chân ga, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Tôn Huệ ngồi xổm trên chiếc thảm màu đỏ xa xỉ, áo ngủ gợi cảm màu đỏ thẫm bằng tơ tằm trong suốt, mái tóc uốn xoăn ống mượt quyến rũ che trước ngực, khuôn mặt nhẵn mịn được trang điểm tỉ mỉ, mông lung dưới ánh đèn mờ, bầu ngực lộ một nửa, xương quai xanh gợi cảm, đùi ngọc thon dài bao bọc lấy cặp mông tròn lẳn, ôn nhuận như ngọc. Chiếc cốc dài trong tay lắc lư qua lại theo đầu ngón tay của cô ta. Trong con người mê hoặc là khát vọng khó có thể dập tắt. Đêm nay, cô nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Dứt bỏ tất cả, cô muốn đường đường chính chính làm người phụ nữ bên cạnh anh ấy. Nghe tiếng mở cửa dưới lầu,
Cùng tiếng bước chân từ xa vọng đến, Ân Huệ tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại ánh đèn bàn mờ ảo, đặt hai chiếc cốc uống rượu nho lên mặt bàn trà bằng thủy tinh. Đừng bật đèn. Bóng dáng cao lớn tiến đến khi ngửi được mùi nước hoa cổ long truyền đến. Tôn Huệ liều lĩnh lao vào lòng anh. Đến khi cảm nhận được độ ấm trong ngực và hơi thở của anh, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Âu Thừa Dũng cũng không đẩy cô ta ra, mà nương vào ngọn đèn mờ nhạt nhìn kỹ người phụ nữ trong lòng mình, thiên kiều bá mỹ, phong tình vạn chủng. Đây là lần cuối cùng, Tô Ân Huệ. Đây là lần cuối cùng tôi dung túng cho cô. Ánh mắt âm lệ của Âu Thừa Dũng nhìn bốn phía đều là hơi thở mập mờ ám muội. Trong lòng nảy sinh sự chán ghét, nhíu nhíu mày, không tiếng động đẩy người phụ nữ trong lòng ra. Thừa Dũng, em biết anh không thật lòng với Dận Nhi, anh cho em một cơ hội được không? Biết anh xuất ngoại, cũng biết Dận Nhi bị anh vô tình bỏ lại. Cô không tin một người đàn ông lạnh lùng, khi thực sự yêu một người, sẽ đột nhiên biến mất không để cô ấy tìm thấy. Nhớ kỹ lời tôi từng nói hay không? Cho dù tôi và tôi Dận Nhi ly hôn, cô cũng không có khả năng trở thành Âu phu nhân. Đáy mắt Âu Thừa Dũng là sự thản nhiên và coi thường, đặt tự tôn và kiêu ngạo của cô ta dưới lòng bàn chân, chỉ có thể tránh ở sau lưng im lặng rơi lệ. Em không cần danh phận. Em không cần danh phận, chỉ cần được ở bên anh, Dũng. Em yêu anh. Hai tay Tôn Huệ nắm chặt thắt lưng của anh. Cô tình nguyện để anh hận cô, ít nhất như vậy trong lòng anh luôn nhớ đến cô, cũng không muốn một chút quan hệ với anh không có. Yếu. Âu Thừa Dũng cười nhạo một tiếng, gạt đi đôi tay đang để trên hông mình. Đều là cảm giác tinh tế, mềm nhẵn, nhưng anh không có một chút dục vọng nào. Đối với Tô Ân Huệ, anh không có cảm giác mâu thuẫn rối rắm như với Tô Dận Nhi. Cái cảm giác rối rắm đến đau lòng, ngay cả hận, cũng hận mù quáng như vậy. Âu Thừa Dũng nhìn thấy cốc thủy tinh đặt trên bàn, màu đỏ sậm của rượu ở trong phòng này càng thêm thuần hương và mê người. Đôi chân thon dài cất bước, Âu Thừa Dũng cầm lấy chân cốc, lắc chất lỏng màu đỏ trong đó, ngửa đầu, một ngụm uống cạn. Tô Ân Huệ muốn đấu cùng anh, còn chưa đủ sức. Ân Huệ nhìn anh không đổi sắc mặt uống hết cốc rượu, khuôn mặt đỏ ửng lên mang theo vẻ không được tự nhiên, ngón tay siết chặt chân váy ngủ. Nhắm mắt lại, tháo dây váy ra. Được phủ lên một lớp ánh sáng mê hoặc từ ngọn đèn chiếu của căn phòng. Da thịt cô bại lộ trong không khí, cô chậm rãi đi đến gần Âu Thừa Dũng. Nếu cô không muốn chết, thì cút ra khỏi biệt thự của tôi. Nếu để tôi biết còn có lần sau, Tô Ân Huệ, tôi không cam đoan sẽ không xé nát cô. Giọng nói hờ hững nhưng lạnh lùng truyền vào tai Tô Ân Huệ, khiến thân thể của cô ta cứng ngắc trên mặt đất, cảm nhận được thái độ lạnh như băng của anh, ngay cả không khí xung quanh cũng như đông cứng lại. Không, anh không thể đối xử với em như vậy. Ân Huệ lảo đảo tiến lên dùng sức ôm lấy Âu Thừa Dũng. Không thể như vậy, sao anh ấy có thể phản ứng như vậy? Dám cho tôi uống thuốc kích thích, cô vẫn là người đầu tiên. Âu Thừa Dũng tháo cà vạt trên cổ ra, sắc mặt hơi hồng, nhưng đầu óc khó có được vẫn tỉnh táo. Là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng. Âu Thừa Dũng cởi áo vest và hai cúc áo sơ mi trên cùng, giặt áo lên tay. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 21 Ly hôn đi Điện Hạ. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.